Nghệ sĩ Giang Còi bị ung thư họng giai đoạn 3. Mới đây, thông tin nghệ sĩ Giang Còi mắc ung thư họng khiến khán giả quan tâm. Chia sẻ với Thanh Niên, con gái của nam nghệ sĩ là Ngọc Anh cho biết ba mình phát hiện bệnh cách đây khoảng một tuần. Cô chia sẻ, sau khi làm sinh thiết, các bác sĩ chuẩn đoán diễn viên Tỷ Phú Đẻ Đại Gia 2 bị ung thư hạ họng. Cách đây một tháng, bố tôi nói bị khản tiếng và cứ nghĩ là bị viêm họng. Nhưng sau thời gian uống thuốc và xông họng không thấy đỡ, bố tôi mới đến bệnh viện chụp chiếu thì phát hiện bệnh. Bây giờ tôi về nhà nghỉ ngơi, mỗi tuần bố sẽ vào viện vào ngày thứ tư để điều trị. Hiện tại, sức khỏe của bố vẫn bình thường, vẫn ăn uống sinh hoạt được, nhưng bị mất tiếng, không còn nói rõ được như trước đây, Ngọc Anh chia sẻ. Con gái nghệ sĩ Giang Còi cho biết, khi mới chuẩn đoán bệnh, nam nghệ sĩ không muốn điều trị hóa chất vì sợ rụng tóc, cơ thể ốm yếu. Nhưng sau khi hội chuẩn, các bác sĩ đưa ra hai phương án chữa bệnh thì ông đồng ý chọn xạ trị. Cả bố và tôi đều luôn giữ tinh thần lạc quan để chữa bệnh. Vì các anh lấy vợ và ở riêng, em trai thì đang học nội trú nên tôi là người ở cùng để chăm sóc bố. Cô nói, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Giang Còi cũng chia sẻ những hình ảnh lúc đang trong điều trị bệnh viện và được mọi người đến thăm. Kèm với đó, nam nghệ sĩ viết, mình không hồn nhiên yêu đời như mọi người tưởng đâu, chỉ vì ai đến thăm cũng tuệ tuết, từ vị giáo sư đến cô tập vụ, từ lũ bạn học cũ đến đồng nghiệp hàng ngày, ai cũng tuệ tuết cả, chẳng lẽ mình miếu sao? Xin thay mặt Giang Còi, cảm ơn tất cả mọi người nhiều lắm. Nghệ sĩ Giang Còi, tên thật là Lê Hồng Giang, sinh năm 1962 ở Hà Nội, ông tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, học cùng lớp với nghệ sĩ Triều Xuân, Bùi Thạc Chuyên, Tú Anh. Nam nghệ sĩ được khán giả yêu mến qua các vai hài trong chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần, đặc biệt là khi kết hợp cùng Quang Tèo, Văn Hiệp. Giang Còi trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, có 4 người con. Nhiều năm qua, ông sống một mình nuôi con, không đi thêm bước nữa.